trái cây là ở cửa khẩu Trung Quốc là người ta không có mua nữa, dưa xoài sầu riêng thanh long. Cái chỗ này là chợ Thạch Đà đây, bên trái của em đây, bán cam bán quýt gì quá trời, dưa hấu này 10.000 một ký, 7.000 một ký, 8.000 một ký, tùy anh chị ha. Đó, em chạy từ từ một đoạn nữa để anh chị cùng nhìn một vài cái hình ảnh của khu vực xóm mới trên đường Thống Nhất, Lê Đức Thọ thưa anh chị. Đây phía trước. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Sài Gòn bây giờ thì 5 giờ chiều ngày 1 tháng 3 năm 2022, chúng ta bước qua đầu tháng 3 rồi anh chị. Bây giờ đúng cái giờ tan ca cho nên anh chị thấy là xe cộ rất là đông, ngược xuôi khắp phố phường Sài Gòn. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một buổi chiều bình an, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hôm nay trời cũng nhiều mây lắm anh chị. Và hiện tại thì em đang có mặt ở khu vực Gò Vấp. Đây là con đường, đây là ngã tư giữa con đường Quang Trung với con đường Phan Huy Ích. Em đang đứng đây, qua bên kia thì là Phạm Văn Chiêu. Lâu lắm rồi em chưa có về Gò Vấp. Bên trái anh chị đi Quang Trung về chợ cầu, về cầu chợ cầu, đi qua Tô Ký, đi quận 12, đi Hóc Môn. Bên phải thì anh chị sẽ quẹo về chợ Hạnh Thông Tây, ngã năm Chuột Chó thưa anh chị. Hôm nay thì em mời cô bác anh chị cùng với em đi ngắm cảnh lang thang buổi chiều ở khu vực Gò Vấp này. Trên đường đi làm về thì em cũng sẵn tiện mời cô bác anh chị cập nhật một vài cái hình ảnh ở đây, vì lâu lâu mới có dịp chạy qua Gò Vấp á anh chị. Mời cô bác anh chị đi trên con đường Phạm Văn Chiêu hướng về xóm mới. Buổi chiều Gò Vấp thì nó đông đúc lắm anh chị, đông đúc nhộn nhịp, tiếng kèn xe, tiếng xe máy, xe hơi inh ỏi cả lên. Và thường thì ngay chỗ cái ngã tư này thường hay kẹt xe lắm anh chị, kẹt xe lắm. Như thế này là em thấy cũng đỡ rồi đó, chứ có nhiều hôm kẹt cứng không có di chuyển được. Lại tiếp tục những cái chuỗi ngày lang thang, những cái chuỗi ngày làm ăn, hướng tới một năm thật là nhiều điều tốt đẹp thưa anh chị. Chứ em thấy mới có đầu năm thôi mà xăng tăng tới 2 lần, và hôm nay ngày 1 tháng 3 xăng tăng 550 đồng thưa anh chị. 550 đồng như vậy là gần 27.000 rồi anh chị ha, 26.800 mấy chục đồng đó. Em cũng không nhớ con số chính xác, nhưng mà hôm nay là tăng thêm 550 đồng. Nè, để em cập nhật coi. Đây là con đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, Gò Vấp thưa anh chị. Đó. Là xăng là lên cao nhất từ trước tới nay. Xăng 95 là 26.830 đồng, tăng 550 đồng. Giữa cái lúc mà căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra thì giá xăng trong nước bắt đầu lại tăng lên. Giá vàng thì rất là cao rồi anh chị. Giá vàng hình như hôm nay cũng chắc lên 67 triệu chưa, em cũng chưa có cập nhật hết tình hình giá vàng. Hôm nay là 66.400, tức là cô bác anh chị đi mua đó, còn nếu đi bán là 65.650, nó chênh lệch gần 1 triệu. Và bên phải em ở đây là trường tiểu học An Hội thưa anh chị. Buổi chiều các bé cũng mới đi học ra nè. Bây giờ thì cái số mà nhiễm Covid ở cái độ tuổi học sinh, sinh viên mầm non rồi đó, nó nhiều lắm anh chị, nhiều lắm. Và những cái xe bán đồ ăn vặt phía trước trường. Rồi, em đang chạy trên con đường này là con đường Phạm Văn Chiêu thưa anh chị. Nếu mà sau lưng em đó, anh chị sẽ đi ngược về con đường Trường Chinh ngay chỗ cầu Tham Lương. Thưa anh chị, còn đi thẳng cái hướng này thì anh chị sẽ chạy về đường Thống Nhất xóm mới, kết thúc ngay tại con đường Thống Nhất luôn. Thì con đường này có tên là Phạm Văn Chiêu.
con đường Phạm Văn Chiêu này cũng rất là nhộn nhịp sầm uất thưa anh chị, sáng tối. Và ngày xưa thì em ở khu vực Gò Vấp, cho nên đối với em con đường này thì rất là quen thuộc, có nhiều cái cảnh vật quen thuộc cũng như nhiều cái kỷ niệm vui vui ở đây. Lâu lâu lại ghé về thăm và mời cô bác anh chị đi dạo buổi chiều. Xăng tăng, vật giá nó lại leo thang, rồi cuộc sống của bà con lao động xóm nghèo, xóm ve chai, bán vé số, anh chị em công nhân nó cũng vất vả nhiều, anh chị cũng khó khăn đi nhiều. Đồng giá 10.000 đồng cho một ký đầu tiên. Bách hóa xanh. Gò Vấp. Từ Tết cho tới bây giờ ha, từ Tết em có ghé về đây một lần. Cái chợ hoa, những cái chợ hoa ở trên con đường này. Bây giờ đầu tháng 3 rồi, rồi tới sắp tới có ngày nghỉ ngày 10 tháng 3 Giỗ Tổ Hùng Vương đó anh chị. Ở đây là ngã ba cây trâm đây anh chị. Con đường này là con đường Nguyễn Văn Khối, bên phải anh chị, đi về công viên làng hoa, con đường Lê Văn Thọ đó anh chị. Và chỗ này thì con đường xưa là đường cây trâm á, bây giờ nó đổi tên thành Nguyễn Văn Khối nè. Hình như ở Gò Vấp chiều nay có mưa. Ở con đường này có mưa, anh chị có thấy đường ở phía dưới nó còn đọng nước không? Lúc em đi thì khoảng chừng 3 giờ 30 phút thì thấy bên này mây đen quá trời. Hình như là mới mưa xong anh chị. Nước đọng dài dài hai bên đường nè. Thanh long, dưa. Anh chị thấy là thanh long với dưa là bây giờ trái cây là ở cửa khẩu Trung Quốc là người ta không có mua nữa. Dưa, xoài, sầu riêng, thanh long. Rồi là đó rồi anh chị, ở ngoài em mới về quê xong đó là thanh long người ta không có chịu mua luôn. Và người ta trả rất là rẻ, 500 đồng một ký. Nhà em vừa mới bán xong một tấn anh chị mà vô cắt có mấy trái nè. Chắc có mấy trái mà 500 đồng ký một tấn, tính ra là chưa được 500 ngàn đâu, cắt hết đâu anh chị. Năm nay một năm báo hiệu rất là khó khăn, rồi xăng rồi tăng như thế này nữa, vận chuyển nó lại cao hơn nữa, khổ ghê. Đó anh chị thấy không, xoài, thanh long, dưa hấu này, dưa long an 7.000 ký, thanh long 7.000 một ký, thanh long 7.000 một ký là nói chung là gấp mấy lần ở ngoài quê em hiện tại á. Ở ngoài quê bây giờ họ trả rất là bèo thưa anh chị, bèo lắm. Nhưng mà thật sự là họ vẫn đóng anh chị nha, vẫn đóng hàng bỏ công lạnh, bỏ kho lạnh trữ như thế. Có điều họ mua giá rất là thấp thôi à, chứ không phải là người ta không mua, họ mua giá rất là bèo. Sắp tới chắc nghỉ làm thanh long của anh chị. Em mới về quê hôm qua hôm kia ở đây, thấy tình hình ngoài đó bây giờ nó khó khăn, rất là khó khăn. Hầu như là người dân ở ngoài đó là nó sống hết vào người thanh long. Bởi vì đất đai đồng ruộng thì có một đợt bị lấy đó anh chị, gọi là người ta quy hoạch, người ta lấy làm khu công nghiệp đó, bồi thường tùm lum. Nhìn giá hồi đó nó rẻ lắm, nó rẻ bèo bọt luôn. Sau đó thì người ta chuyển qua trồng thanh long và cho tới bây giờ. Nhưng mà bây giờ thanh long thì thua lắm. Có một vài cái chia sẻ trong các clip ngày hôm nay. Rồi em lại quay với những cái hình ảnh, quay lại với những cái hình ảnh đường xá ở khu vực con đường Phạm Văn Chiêu này. Đó, và cái đoạn này như sắp tới bên trái em có công ty Huê Phong thì phải nè. Không biết là chiều công nhân có tan ca giờ này hay không.
trái cây lẻ bèo anh chị thôi, không ai mua luôn. Công nhân ngày hôm nay cũng bắt đầu cũng hiếm anh chị, nó không có lên Sài Gòn đi làm nữa, và những cái khu công nghiệp thiếu công nhân rất là nhiều. Với cái mức chi phí ngày hôm nay xăng cọ giá cả nó leo thang như thế thì nhiều khi sống ở Sài Gòn nhiều khi cũng còn mệt mỏi hơn là ở quê ấy chứ. Nếu mà làm lương tháng 5-7 triệu gì thì làm sao mà sống nổi anh chị. Đây là công ty Hiệp Lực à, cái em là nhà máy sản xuất thùng cắt tông. Khu này thì nói chung cũng có một vài cái nhà máy nên công nhân cũng nhiều anh chị. Và phòng trọ ở đây thì nói chung là cho thuê cũng được à, hẻm hóc ở đây thì nhiều lắm, miên man luôn, chằng chịt. Em cũng chưa đi hết những con hẻm ở đây. À, bên trái em hình như ở đây là công ty Huê Phong nên anh chị mà hình như là giờ cũng 4-5 giờ mà chả có thấy tăng ca anh chị ha. Đó, công ty Huê Phong bên tay trái của em nè. Thường những cái giờ vào tầm này, những cái mùa trước thì em thấy là tan ca đông lắm. Mưa hồi nãy, mưa ở đây cũng lớn nữa anh chị, nhìn có vẻ lớn, nước đọng đồ quá trời trên đường luôn. Áo hàng sale. Gần đây thì chúng ta đi về chợ Thạch Đà thưa anh chị, một ngôi chợ mà khi mà trước dịch đó thì buổi chiều người ta bán đồ, các cái xe đẩy ở ngoài đường rất là nhiều luôn anh chị, cứ công an rượt là chạy à. Và cũng lâu rồi em không ghé về cho nên em cũng không biết ngày hôm nay nó còn hay không. Quần áo, con đường này bao năm nó vẫn thế anh chị, không có mở rộng ra, và mùa mưa nước ngập cũng rất là nhiều ha, có những đoạn ngập sâu lắm. 10.000 đồ. Ôi thanh long vô đây bán được 10.000 nè anh chị, ở ngoài quê 500 đồng không ai mua. Vô đây bán được 10.000 đó anh chị. Đưa vào đây thì chi phí vận chuyển, thuê bãi, nhân công đồ này nọ giá nó lên tí. Đây anh chị thấy những cái hình ảnh xe đó, 2kg 25.000. Mấy cái xe người ta chở trái cây, rau, củ đi bán dạo như thế này. Chợ Thạch Đà à, cái hồi mà vừa mới mở phong tỏa xong là vắng bóng luôn, không thấy một xe à, bây giờ thì khá là nhiều anh chị ha. Dần dần nó quay trở lại đó anh chị. Ở mình như vậy đó, ở mình là như vậy thôi. Mới vừa có một cái chiến dịch đó, thì người ta làm rất ráo riết, nhưng mà sau đó rồi thì đâu nó lại vào đấy thôi. Nhưng mà thôi kệ anh chị, cuộc sống của người dân mình mà, nhiều khi người ta cũng bám trụ vào đây, bám trụ vào ba cái bánh xe nhỏ xíu này đó. Cái chỗ này là chợ Thạch Đà đây, bên trái của em đây đó, bán cam bán quýt gì quá trời, dưa hấu nè 10.000 một ký, 7.000 một ký, 8.000 một ký, tùy anh chị ha. Ôi vườn xoài keo
Em mời cô bác anh chị quẹo trái vào cái con đường số 59 này là khu vực chợ nha. Chạy vào mời anh chị cập nhật một vài cái hình ảnh chợ chiều ở chợ Thành Ba, Gò Vấp. Đây, người ta đậu ngay cái góc này người ta bán. Đây là con đường số 59. Tính ra thì nó cũng chẳng phải là cái chợ đâu, con đường bên hông thôi. Nhưng mà thường anh chị thấy là người ta bán, người ta buôn bán y chang như là cái chợ. Đây thì xe ô tô, xe hơi ra vào cũng nhiều, nó thường hay bị kẹt lắm anh chị. Tôm mực rồi quá trời luôn. Ở đây bán thịt heo, gà, thịt vịt cũng nhiều lắm anh chị. Chiều chiều người ta để đây người ta bán quá trời luôn á. Cá này, cá diêu hồng, cá chép rồi cá lóc quá trời luôn. Đường này thì nó đông như thế đó anh chị. Giống như ngày xưa ha, giống như ngày trước rồi đó. Chợ lươn này, thịt bò. Như vậy thôi anh chị, cuộc sống bây giờ là như thế. Bây giờ công an có bắt trật tự có rượt thì họ cũng phải buôn bán thôi. Chừng nào bị bắt thì đến sau. Trời mưa mấy hột mà nó oi ghê luôn anh chị. Oi bức. Cá diêu hồng. Con đường này thì thường xuyên kẹt xe như vậy. Hôm nay thì em chạy vào đây để cập nhật và gửi đến cô bác anh chị một vài cái hình ảnh mới mới. Lâu rồi em không ghé về đây đó mà. Chợ chiều. Cái cây. Ở dưới quê á, vui lắm anh chị, người ta làm cái gì cũng theo từng vùng đó. Ví dụ như vùng của em là Thanh Long, cho nên hệ mà trứng Thanh Long một cái là biết liền anh chị, giá mà được cái là về nhà thấy quê mình á, sơm tụ lắm. Mà hệ mà thất mùa cái là về thấy ai cũng buồn, ai cũng rầu rĩ anh chị. Mà năm nay đúng là một năm rầu rĩ luôn, tại vì thất từ đầu đến cuối mùa, không có lúc nào mà giá ngon hết anh chị. Bèo bọt nên về thấy ai cũng buồn hết. $500 một ký chứ 1.000 một ký rồi cũng phải bán thôi anh chị. Có nhà người ta tới cả mười mấy tấn là bình thường đó, lỗ một lần là 50-100 triệu luôn anh chị, khủng khiếp. Riết rồi không ai muốn làm á, ta nản người ta không làm. Con đường này là con đường số 59 thưa anh chị. Ở phía trong này có nhiều cái con đường nhánh, đường nhỏ, đường số đó đẹp lắm anh chị. Đó, đường số 59 anh chị ha. Nào hẹn cô bác anh chị ở những cái con đường phía bên trong này. Còn bây giờ thì em mời anh chị chạy ra phía ngoài, chúng ta đi cập nhật lại cái cho hết cái con đường Phạm Văn Chiêu. Sổ hết luôn 10.000 một ký. Thực sự ra là cũng nhờ có những cái khu chợ họ bán đồ rẻ như thế này để anh chị em công nhân rồi những người lao động người ta sống không chị. Chứ chỗ nào cũng bán đồ tươi sống tươi sạch mà đắt tiền tí thì lại không phù hợp với anh chị em công nhân lắm anh chị ha. Anh chị biết ở Sài Gòn mình thì nhiều
người làm cái việc lao động chân tay. À, em chạy ra lại con đường Phạm Văn Chiêu thưa anh chị, chợ Chiều Phạm Văn Chiêu đó, và em sẽ mời cô bác anh chị đi về khu vực Sắm Mới. Đây là chợ Thạch Đà, chợ Chiều Thạch Đà, đối diện giáo xứ Thạch Đà thưa anh chị. Trái con đường Phạm Văn Chiêu tiếp tục hướng về đường Thống Nhất. Ô, cái chó này anh chị. Về khu Sắm Mới và anh chị sẽ thấy cái món thịt chó. Đó, người ta đang nhờ người ta mua đây, 10.000 một ký. Wow, về đây anh chị thấy là mấy cái loa người ta mở, ai cũng có một cái loa hết, nghe nó rôm rã giống như tiếng ếch tiếng nhái kêu ban đêm á. 2 ký 15 ngàn. Ở đây bên phải em là nhà thờ Thạch Đà đây anh chị, à, nhà Thạch Đà đây này. À, 384 Phạm Văn Chiêu ở đây phường 9 Gò Vấp thưa anh chị. Đổi này 10.000 một cái luôn, dưa 2 ký 15 ngàn nè anh chị, 2 ký 15 ngàn, 7.500 một ký. Ruột đỏ 2 ký 15 ngàn luôn, lê đường 13.000 một ký. Phải nói là bây giờ nó rẻ anh chị, nó rẻ, càng rẻ thì mình càng thấy là bà con nông dân mình là không có làm ăn được gì cả, khủng khiếp thiệt. Ở đây người ta mua lên người ta bán dạo như thế này mà còn 7.000 ký, 5.000 ký thì ở dưới tận vườn coi như bán là bèo bọt lắm. Chuối chiên khoai chiên, chuối chiên phô mai. À, phía trước đây là chúng ta tới cái khu vực ngã tư Phạm Văn Chiêu và Lê Văn Thọ thưa anh chị. Chỗ này thì người ta gọi là ngã tư chợ rau. Buổi sáng ở đây thì người ta sẽ phân phối rau sỉ và lẻ chị ha, cho các khu chợ vòng vòng đây, rau muống, rau khoai, rau lan đó, các cái loại rau khác nhiều lắm, mà em thấy về đây rau muống là nhiều nhất, quá trời luôn đó. Con đường này là con đường Lê Văn Thọ. Quẹo bên tay phải thì anh chị sẽ đi về chợ Hạnh Thông Tây, công viên Làng Hoa. Quẹo bên tay trái thì anh chị sẽ đi về khu vực quốc lộ 1A, xa lộ Đại Hàng đó anh chị, đi qua quận 12 rồi về Hóc Môn, Củ Chi theo cái hướng đó. Ở đây thì nó vẫn không có thay đổi gì sau bao nhiêu năm. Bây giờ thì em không còn ở Sắm Mới Gò Vấp nữa, nhưng mà cảnh vật ở đây vẫn rất là quen thuộc thưa anh chị. Và chiều chiều thì các con đường ở đây đông xe lắm.
Gò Vấp mưa cũng cũng nhiều quá, em thấy nước quá trời đọng luôn. Rồi đường xá nó còn ướt lem nhem. Bây giờ thì em mời cô bác anh chị chạy thẳng cái hướng này và chúng ta đi xuống đường Lê Đức Thọ anh chị nha. Rồi em đi con đường Thống Nhất một đoạn. Ở đây đèn đỏ cũng lâu ghê. Rồi em mời cô bác anh chị băng qua cái ngã tư Chợ Rau này. Đây, nhà em ở ngày xưa lúc cũ ở đây nè, bên tay phải nè, con hẻm 488, con hẻm này đi vào. Bây giờ thì em không ở đây nữa anh chị. Khu vực xóm mới này em cũng ở tới vài ba nơi lận á, chuyển nhà liên tục và thưa anh chị. Cho nên cứ mỗi nơi như vậy thì có một vài cái cảnh vật cũ. Vé số đổi đời, đổi số, vé số đổi đời luôn. Đúng là có nhiều khi bây giờ vật giá nó leo thang, công nhân, rồi bán vé số, rồi đi làm lao động. Ở đây nó nhiều quá anh chị, cuộc sống khó khăn, nhiều khi người ta cũng mua vé số á, hy vọng đổi đời. Nhưng mà em thấy mấy người mà trúng vé số rồi ít ai mà đổi đời lắm anh chị, nhiều có nhiều khi em thấy nó còn bết bát hơn. Cái đoạn này là cái đoạn ngập nước nhiều nhất nè anh chị, phụ Phạm Văn Chiêu đó, từ đây cho tới ngã tư đường Lê Đức Thọ và Phạm Văn Chiêu. Ngập nước khủng khiếp luôn vào mùa mưa. Dài ở đây xe chết máy. Em nhớ có một năm, như năm 2020, cái năm đó là em còn ở đây, ngập quá trời, xe ô tô mà nó trôi lên bên. Ở đây là ngã tư con đường Lê Đức Thọ và con đường Phạm Văn Chiêu thưa anh chị. Bên trái thì anh chị sẽ chạy ra nhập với con đường Lê Văn Thọ luôn, Lê Đức Thọ, Lê Văn Thọ nhập 1, chạy thẳng ra quốc lộ 1A, xa lộ Đại Hàng đó. Còn ngay bên phải đây anh chị sẽ quẹo về chợ xóm mới, và chắc bây giờ em mời cô bác anh chị quẹo phải trên con đường Lê Đức Thọ về chợ xóm mới. Ở đây đường nhỏ, xe bên kia thì người ta lấn hết, còn bên này khá nhiều anh chị. Bên phải em có giáo xứ Lạng Sơn. Đây cơm tấm, sườn nướng bốc khói lên thơm phức. Ở khu vực xóm mới này thì rất là nhiều đồ ăn thưa anh chị. Chiều chiều ra đây thì bạc ngàn đồ ăn luôn. Sống bây giờ vật giá càng ngày càng cao, có đôi khi thì cô bác anh chị hay nói trời khu này sao nó than dữ vậy. Nhưng mà bây giờ nói như vậy anh chị biết sao, bây giờ nhiều khi mình cũng không biết phải làm gì hết rồi, cứ nói vậy thôi.
đôi khi mình ngồi mình nghĩ chứ trong cái đợt phong tỏa đó anh chị thấy không, trời ơi vậy chứ nó đỡ vất vả hơn nhiều. Cái đôi khi tự nhiên nghĩ vậy anh chị, nhưng mà cái đó là trong một khoảnh khắc nào thôi, chứ bây giờ ai đâu mà muốn phong tỏa như lúc xưa nữa. Chán chết. Ở đây bên phải em là chợ Sống Mới đó anh chị. Chợ Sống Mới thì buổi chiều người ta cũng không có buôn bán nhiều đâu, lặt vặt thôi, chủ yếu là buổi sáng. Kể ra ở đây mưa cũng lớn anh chị ha. Trời, hồi nãy em chạy qua đây sớm sớm hứng cơn mưa này cũng vui nè. Em ở chỗ nào mà mưa lớn lớn là thích lắm, mát mẻ. Đó, em chạy từ từ một đoạn nữa để anh chị cùng nhìn một vài cái hình ảnh của khu vực Sống Mới trên đường Thống Nhất, Lê Đức Thọ thôi anh chị. Đây phía trước chợ Sống Mới này, mấy cô bán bún. Chiều thì chợ Sống Mới đóng cửa, bán không có nhiều, phía ngoài thôi. Đây là ngã tư Sống Mới, Lê Đức Thọ và Thống Nhất. Ở ngay cái góc ngã tư này thì bên phải cũng có một quán thịt chó nha, rồi nhiều quán ăn. Và những cái quán ở ngay vị trí này nó vẫn như xưa, người ta vẫn buôn bán đồ như xưa thưa anh chị, không có thay đổi gì nhiều. Bên trái thì anh chị sẽ về cầu Bến Phân. Bên đi thẳng thì anh chị tiếp tục Lê Đức Thọ đi xuống đường Phan Văn Trị ra chợ Bà Chiểu thưa anh chị. Còn em sẽ quẹo bên phải một đoạn nữa anh chị ha. Đường Thống Nhất đây, chạy ra đường Quang Trung. Trái em có một cái quán tiệm bánh những chàng trai, thường thường có đông như vậy đó, người ta đậu quá trời luôn. Bên trái em ở đây là giáo xứ Hà Đông thưa anh chị. Mày bên trái em đây. Chiều các bé tan học, bây giờ cũng mới có 5:30 thôi anh chị, không có có trễ lắm. Thống Nhất một thời, đối với khu vực Sống Mới thì cái con đường sông Thống Nhất này có lẽ là nó nhộn nhịp bậc nhất. Thống Nhất và Lê Đức Thọ anh chị, hai con đường rất là nhộn nhịp. Con đường Lê Đức Thọ lúc nãy em đi đó, ngày xưa nó có tên là đường Bắc Tiến anh chị. Sau đó thì 26 tháng 3 học sinh tan trường, thường thường nó đông lắm. Sài Gòn mình là tới giờ học sinh tan trường với lại cái giờ mà bắt đầu đi vào lớp đó, đông quá trời đông. Nhiều đồ ăn quá anh chị ha, đồ ăn vặt đồ quá trời luôn.
Rồi cái vị trí này thì chắc là em xin được tạm dừng các clip trong cái buổi chiều ngày hôm nay thưa cô bác anh chị. Một vài cái hình ảnh của khu vực con đường Phạm Văn Chiêu, Thạch Đà và con đường và khu vực chợ Xóm Mới. Xóm Mới buổi chiều gửi đến cô bác anh chị lâu rồi cũng không ghé về, và hy vọng cô bác anh chị có những cái giây phút cập nhật một vài cái hình ảnh mới ở cái khu vực Gò Vấp này. Em xin một lần nữa chúc cô bác anh chị buổi chiều thật là bình an và tràn ngập niềm vui. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.